Cứ 100 trẻ em, một em sẽ bất hạnh chào đời với gánh nặng bệnh tim bẩm sinh. Với thể trạng rất yếu, các em khó rời giường bệnh để hòa nhập vào cuộc sống. Phần lớn qua đời từ rất sớm. Chỉ một cuộc phẫu thuật, các em sẽ lành bệnh. Như một phần đóng góp nho nhỏ, cùng chung tay với cộng đồng để mang lại những ca mổ tim cứu sống các em. Chương trình Nhịp tim Việt Nam của Vina Capital Foundation đã kết hợp cùng công ty VAA của nữ diễn viên ca sĩ Ngô Thanh Vân thực hiện dự án từ thiện khởi đầu từ năm 2010 mang tên Câu chuyện của tôi. Vào năm 2011, phần 2 của dự án được đổi tên là Vết sẹo cuộc đời. Chương trình được tham gia bởi rất nhiều nghệ sĩ, doanh nhân, trong đó có những cái tên lớn như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, diễn viên múa Linh Nga, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Hồng Nhung, hoa khôi thể thao doanh nhân Thu Hương, diễn viên Tăng Thanh Hà, doanh nhân Hoàng Khải, diễn viên doanh nhân Mai Thu Huyền và còn nhiều nữa. Các khách mời không chỉ đứng ra kêu gọi giúp đỡ chương trình, chia sẻ thông điệp đến với cộng đồng, trao tặng các vật phẩm để đấu giá, mà còn trực tiếp đóng góp vào quỹ. Năm 2012, Vết sẹo cuộc đời 3 mang tên Trái tim thủy tinh. Tiêu điểm của dự án này là phim ngắn hành trình của đạo diễn Cường Ngô, với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Ngô Thanh Vân, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh. Hành trình là một bộ phim xúc động dựa trên câu chuyện có thật của cậu bé tên Hùng Vĩ. Phim kể về những nỗ lực phi thường của hai mẹ con cậu bé trên con đường đấu tranh giành lại sự sống. Trọng tâm thứ hai của dự án là bộ sưu tập mang tên Trái tim thủy tinh, được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tặng riêng cho chương trình. Bộ sưu tập đã được trình diễn bởi những tên tuổi hàng đầu. Toàn bộ doanh thu bán vé và đấu giá trang phục đều được đưa vào quỹ, trực tiếp cứu sống các em. Đến với năm 2013, dự án Vết sẹo cuộc đời 4 tiếp tục hành trình của mình mang tên gọi The Dreams, những giấc mơ. Đã 4 năm rồi thì năm nào cũng vậy, cứ vào mùa xuân thì Vân lại phải đau đớn, giống như mình còn có việc gì đó mà mình chưa có làm được. Cứ ngỡ như là năm nay mình sẽ không làm, nhưng mà lại nhớ đến những cái hình ảnh của các em bé nằm thoi thóp trên giường thì nó lại phải thúc đẩy mình một lần nữa bước vào cuộc hành trình mới. Mặc dù biết rằng là sẽ rất khó để thực hiện được những kỳ tích mà mình đã làm từ những năm trước, nhưng nó không có một cái lý do gì để cho Vân không làm cả. Bởi vì nếu không làm thì chắc chắn sẽ phải có rất nhiều em bé phải từ giã cõi đời này. Thật ra đối với Nga thì đây là lần thứ tư Nga tham gia với chị Vân rồi. Có thể là khi mà chúng ta biết đến chương trình này, rất là nhiều nghệ sĩ mong muốn được làm chung tay cùng với chị Vân để góp một chút sức nho nhỏ để làm trong cái dự án này của chị Vân. Đối với Nga thì chị Vân như một người chị đã đại diện một lớp nghệ sĩ đứng lên làm một cái công việc rất có ý nghĩa trong suốt thời gian qua. Thứ nhất là phải cảm ơn chị Vân đã luôn luôn nhớ đến Linh Nga để gọi Linh Nga vào cái dự án này của chị Vân. Thứ hai là mỗi một lần tham dự xong, khi nghe chị Vân báo tin là lại cứu thêm được rất nhiều em, đó là cái điều mà mình rất là vui, và mình cảm thấy là trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình ít ra thì nó có rất nhiều điều có ý nghĩa. Điểm nổi bật của dự án năm nay là những vũ điệu ước mơ đặc sắc được trích từ live show Sen do nghệ sĩ múa Linh Nga cùng nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen trình diễn. Cùng màn kết hợp độc đáo lần đầu tiên của Linh Nga và Ngô Thanh Vân trong một bài múa.
Đây cũng là một ước mơ ấp ủ trong lòng Ngô Thanh Vân đã lâu. Đến với lại Vết Sẹo Cuộc Đời 4, với chủ đề là The Dream năm nay, thì Vân cũng tự biến một trong những ước mơ của mình thành sự thật, đó là được múa cùng với lại diễn viên múa Linh Nga. Thực ra đây cũng là một cái thử thách đối với Vân, bởi vì đứng cạnh một cái cô mà mình phải nói là mình đã chiêm ngưỡng giống như là một con thiên nga trong cái hồ nước thật là đẹp, và đứng kế bên một cô như vậy thì mình cũng áp lực lắm, mình không biết là mình sẽ làm được hay không. Nhưng mà như Vân đã nói từ lúc đầu là cái gì cũng vậy, phải ước mơ thì ước mơ nó mới thành sự thật. Và giờ đây trong The Dreams Vết Sẹo Cuộc Đời 4 này thì Vân sẽ tự biến ước mơ của mình thành sự thật. Đặc biệt, The Dreams còn có sự tham gia biểu diễn đầy nhiệt huyết của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người bạn lớn của Vết Sẹo Cuộc Đời trong suốt những năm qua. Như trong Vết Sẹo Cuộc Đời, Hưng cũng như Ngô Thanh Vân và tất cả anh chị em nghệ sĩ khác sẽ luôn tưởng tượng rằng là nếu bản thân mình hay con cháu hay người thân của mình gặp những cái trường hợp khó khăn và cần một cái bàn tay thương ái như vậy thì lúc đó cảm giác mình ra sao. Mình sẽ rất là hạnh phúc, rất là vui và cảm thấy là có đủ nghị lực để sống thêm nữa, khi biết rằng bên cạnh cuộc đời mình còn biết bao nhiêu con người đang chuẩn bị che chở và cùng đưa tay để cho mình nắm, để kéo mình lên. Cái điều đó nó quan trọng hơn cả 100.000 liều thuốc nào. Chính vì thế, sự có mặt của Hương ngày hôm nay cũng như anh chị em nghệ sĩ khác cũng là câu trả lời khi mà Vết Sẹo Cuộc Đời cảm thấy Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn làm được điều gì đó cho các em và cho chương trình, thì Hương lúc nào cũng sẵn sàng. Chủ đề được đưa ra sau biết bao trăn trở của Ngô Thanh Vân, khi cô lo sợ rằng nếu không được cứu giúp kịp thời, các em thậm chí không còn có cơ hội được sống để thực hiện những ước mơ của mình. Các ước mơ về tương lai mà các em đã chia sẻ với cô có thể sẽ tan vỡ hết. Nói đến những cái ước mơ của những em bé bị bệnh tim bẩm sinh thì phải nói mình cảm thấy rất là khó thở, rất là nghẹn ngào, bởi vì cũng đã có rất nhiều những cái ước mơ không thành sự thật. Nhưng mà đối với các em bé bị bệnh tim bẩm sinh thì giống như lúc mà Vân còn nhỏ vậy đó, mình rất là ngây thơ, mình ước mơ, mình khao khát giống như là những ước mơ là con sẽ thành bác sĩ, con sẽ thành cô giáo. Thì tất cả những cái ước mơ đó nó rất là ngây thơ, nó rất là trong trắng. Mà một điều mà Vân cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc là chính bản thân các em cũng không biết rằng những ước mơ đó sẽ không bao giờ thành sự thật nếu như các em không được mổ. Chỉ có người lớn chúng ta mới biết rằng là nếu như chúng ta không giúp các em thì những ước mơ đó sẽ không bao giờ thành sự thật mà thôi. Trong vai trò đại sứ chương trình, một lần nữa, Ngô Thanh Vân kêu gọi các nghệ sĩ và các nhà tài trợ tham gia đồng hành cùng dự án. Từ năm 2010 đến nay, Vết Sẹo Cuộc Đời đã gây quỹ cứu sống được 575 em. Mỗi năm một chủ đề và luôn chú trọng làm mới dự án. Nhưng chúng tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là cứu thêm thật nhiều em, cho đến một ngày không còn em nào phải mất vì không được phẫu thuật nữa. Mình rất là xúc động khi đọc cái tâm thư của Vân. Vân muốn chia sẻ một cái điều rất thật, đó là chúng ta cứu bao nhiêu dường như vẫn không đủ. Dù các em không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng các em vẫn có quyền được ước mơ. Và Hương hy vọng rằng là với chương trình này thì sẽ có nhiều em có được ước mơ trở thành hiện thực, và ít càng ít hơn nữa những em bị tan vỡ ước mơ của mình. Và nếu như có thể thì mỗi người chỉ cần cứu một em thôi, chúng ta đã cứu được rất nhiều em, mong là như vậy. Cái chủ đề này là một cái chủ đề rất có ý nghĩa, không chỉ đối với chị Vân đâu, đối với tất cả các diễn viên múa. Hãy luôn luôn mơ ước để chúng ta có một cái điều gì đó ở phía trước chúng ta tiến tới, thì cũng như các em nhỏ cứ mơ đi, sẽ có rất nhiều người hảo tâm, sẽ có rất nhiều bàn tay, không phải chỉ một Ngô Thanh Vân đâu, sẽ có nhiều Ngô Thanh Vân nữa đến để cùng các em chia sẻ và giúp đỡ các em. Cái ước mơ của tôi đó là Việt Nam mình sẽ không có đứa bé nào bị chết về bệnh tim. Hiện nay con thích nhất là con được đi học, mà con bị bệnh tim mà không biết con được học đến chừng nào. Hãy cứu các em kịp thời để không còn đó những giấc mơ tan vỡ. Hãy trao tặng cho các em những vết sẹo hạnh phúc cùng chúng tôi trong hành trình Scar of Life, Vết Sẹo Cuộc Đời.